Xin chào mọi người. Trong 2 ngày qua thì trước việc mọi người nhận được thông tin rằng là Thường Châu tuyết rơi rất là dày thì đương nhiên cũng giống như là chúng tôi thì mọi người có quyền đặt ra câu hỏi là liệu điều này có ảnh hưởng đến trận chung kết của vòng chung kết U23 châu Á hay không, và liệu rằng là trận đấu có bị hoãn hay không. Thì để giải đáp cho những thắc mắc, những lăn tăn và những quan ngại của mọi người thì ngay bây giờ chúng tôi đã có mặt ở trong khu vực sân và ghi nhận nhanh những hình ảnh của sân bãi cũng như là cái cách mà ban tổ chức đang khắc phục để cho trận chung kết vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Đây chính là sân khấu chính dành cho các diễn viên đến từ Việt Nam và đến từ Uzbekistan. Mọi người có thể thấy rằng là mặt sân đang được phủ bạt kín. Đâu đó ở phía góc sân kia thì là những chiếc xe cùng các công nhân đang tiến hành để thu dọn là cũng như là để khắc phục sự cố do thời tiết gây ra. Đã 15 năm nay thì Thường Châu điều kiện thời tiết mới lại khắc nghiệt đến như vậy và đen cho U23 Việt Nam cũng như là U23 Uzbekistan ở chỗ đúng vào một cái thời điểm trận đấu quan trọng nhất thì họ phải đối diện với những yếu tố khách quan. Hiện tại thì nhiệt độ ở trên sân Thường Châu lúc này vào khoảng 0 độ, nhưng thực tế ở khu vực sân rộng như thế này thì nhiệt độ có thể xuống tới là âm 1, âm 2. Chúng ta có thể thấy là những chiếc xe tải. Đây, những chiếc xe tải. Và các anh chị công nhân viên thì đang phải cào mặt tuyết để hạn chế phần nào. Trận đấu thì đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được thông tin nào của AFC là bị hoãn và cũng chắc là trận đấu vẫn sẽ diễn ra như bình thường mà thôi. Vì hôm sáng nay chúng ta vừa kết thúc buổi họp báo của cả hai đội và kế hoạch thi đấu trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan vẫn diễn ra theo cái lịch trình ban đầu. Các bạn có thể thấy rằng là đây, tuyết thì không còn rơi nữa nhưng mà dư chấn của tuyết thì đang khiến cho mặt sân bây giờ rất là ẩm ướt và rất như nhiều tảng băng đang tan. Nói thật là mọi người đã từng mở ngăn đá của tủ lạnh ra và mọi người đã biết cái cảm giác lạnh như thế nào thì không khác gì, thời điểm này không khác gì cái cảm giác như vậy. Tuyết đã ngừng rơi rồi chị Hằng ơi, nhưng mà theo điều kiện thời tiết dự báo thì là tuyết có thể ngừng rơi ở thời điểm này, nhưng đến ngày mai thì tuyết lại rơi tiếp. Nghĩ đến cảnh tuyết rơi thì đến là sợ. Anh em đi lại còn rón rén, chứ chưa nói gì là các cầu thủ phải thi đấu trong một cái điều kiện thời tiết chẳng ủng hộ tí nào. Vừa chia sẻ mọi người mà người cứ run lời bẩy. Cảm giác thú vị thật. Đây, anh bạn quay phim Bùi Hoàng của chúng tôi đang cố gắng quay để truyền tải những hình ảnh này cho các bản tin của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Lạnh lắm, ai chẳng lạnh. Cả đội đang ở đâu, đang ở khách sạn và ngủ, chiều nay 16 giờ họ sẽ tập. Ở Việt Nam đang loan tin hoãn mà sợ quá anh ơi. Các bạn yên tâm đi, chúng tôi là những người trực tiếp tác nghiệp ở bên này. Ngay khi có thông tin trận đấu bị hoãn hay là tiếp tục thì chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Chiều nay thì Korea với cả Qatar diễn ra ở trên sân vận động Côn Sơn chứ không phải sân vận động này. Trơn lắm, đi không khéo là có thể bị trơn trượt và ngã. Ngày hôm qua tuyết rơi dày đến mức mà một trong ba thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á khi mà bước đi không cẩn thận đã bị trượt, vô ích luôn. Sân này mình quan sát rồi thì như là không có mái vòm bạn ạ. Nếu mà có thì họ cũng đã không phải vất vả để phủ kín mặt sân như thế này. Có vui không? Nhìn thì thấy là vui, mọi người có thể thích là bởi vì chúng ta Việt Nam không có tuyết nên mọi người cứ thích đi tìm những nơi có tuyết để cảm nhận. Nhưng mà thực tế thì mình khuyên mọi người là nên suy nghĩ lại, bởi vì tuyết nó không lãng mạn như thế đâu. Tuyết nó không đẹp như ở trong bản tình ca mùa đông đâu. Tuyết cũng chẳng phải là tuyết yêu thương đâu. Các bạn có thể thấy rằng tuyết không còn rơi. Hôm nay thì bầu trời hừng sáng hơn, nhưng mà thực tế thì vẫn rất là buốt và rét. Nhiệt độ hiện tại đang là âm 1, âm 2 độ C. Wow, mình chưa ăn gì cả.
mình đang ăn bóng đá, ngủ bóng đá và nghĩ về U23 Việt Nam. Nói thật là nhiều khi công việc cuốn anh em đi nó cũng quên cảm giác đói luôn. Sáng vừa học báo vừa cà phê Osport xong, bây giờ thì tranh thủ một tí buổi trưa thì ra livestream chia sẻ cùng mọi người để cho anh em ở nhà có thể cảm thấy yên tâm. Mọi người đang rất là sốt sắng và lo cho trận chung kết vào ngày mai bị tạm hoãn. Nhưng mà với thời điểm này, với nỗ lực của ban tổ chức sân thì có lẽ là trận chung kết vẫn diễn ra theo đúng cái lộ trình ban đầu. Đúng rồi. Lạnh lắm, lạnh lắm. Xá ơi, cho về Việt Nam đá đi. Hà Nội thời tiết viên mãn lắm. Viên mãn cơ à? Thời tiết Hà Nội ấm áp đúng không? Sao không chuyển sang sân không có tuyết để đá Anh? Tất cả các trận đấu đều diễn ra ở tỉnh Giang Tô. Và tỉnh Giang Tô thì không chỉ có sân Thường Châu mà những sân khác như là Giang Âm, Côn Sơn và Tường Thục thì tuyết đều rơi, không tránh được. Ngay cả ở trên Thượng Hải thì ngày hôm qua thông tin mà chúng tôi cập nhật được thì tuyết cũng đã rơi ở Thượng Hải. Cảm ơn Trịnh Thu Hằng, ở Việt Nam cũng lạnh và có thể mưa, càng làm cho tinh thần của chúng ta đồng lòng. Chúng tôi mong nhận được sự đồng lòng và bầu nhiệt huyết của mọi người.